Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tuân thủ các quy định về giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của hành khách khi tham gia giao thông bằng đường hàng không, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm hè 2023, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam thực hiện việc niêm yết, công bố công khai giá bán theo quy định trên các kênh phân phối, có chế tài đối với các đại lý không thực hiện đúng quy định về giá vé nội địa. Ngoài ra, cục hàng không Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát công tác bán vé của hãng, đảm bảo triển khai bán vé theo đúng mức giá kê khai, không được vượt quá giá trần quy định tại thông tư 17 ngày 3 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền tới hành khách về việc mua vé máy bay tại các đại lý ủy quyền các kênh phân phối chính thức cũng như việc phản hồi thông tin về việc mua vé máy bay nội địa cao quá quy định với đường dây nóng của các hãng hàng không